Xin chào các bạn đã đến với kênh bán hàng của mình. Như các bạn đã biết, mua hàng online thì chúng ta không thể xem trực tiếp sản phẩm mà mình muốn mua. Chúng ta không thể cầm, nắm, nhìn hay nghe trực tiếp sản phẩm. Vì vậy mình xây dựng kênh này với mục đích là giới thiệu và bán những sản phẩm tốt, chất lượng và uy tín. Sản phẩm mà mình bán cho các bạn mình xin cam đoan cụ thể như sau. 1. Nguồn hàng uy tín và chất lượng. 2. Sản phẩm của mình được đăng bán trên website thương mại điện tử có độ tin cậy cao trên thị trường Việt Nam. 3. Sự đánh giá cao của khách hàng sau khi mua sản phẩm. 4. Phương thức thanh toán đa dạng và hiệu quả. 5. Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm sản phẩm qua những lời bình luận của khách hàng. Vì vậy, bạn có thể yên tâm rằng sản phẩm cửa hàng của mình có sự an toàn, uy tín và chất lượng. Nếu bạn thật sự quan tâm đến sản phẩm thì bên dưới video là đường link trực tiếp dẫn đến sản phẩm mà bạn muốn mua. Bạn chỉ cần kích vào đường dẫn bên dưới thì mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải quyết. Bạn hãy nhanh tay kích vào đường dẫn bên dưới với phần mô tả để biết thêm chi tiết về sản phẩm nhé. Oh.